Trân trọng biết ơn cả nhà đã join cái Zoom hôm nay. Mặc dù hôm nay là có cái Zoom là tần số rung động năng lượng hơi cao, nên video thì có lúc là nó rất là sáng, có lúc là nó chập chờn á. Nhưng mà mình cũng trân trọng biết ơn cái bối cảnh này. Tại vì nhờ cái bối cảnh này mà tất cả chúng ta đều có một cái trải nghiệm hết sức là thú vị. Và anh cũng rất là trân trọng cái cơ hội mà Ben cho anh được giao lưu và nói về chủ đề nguyên lý ánh sáng này với cả nhà. Giống như hồi nãy anh có nói là nguyên lý ánh sáng là một trong những nguyên lý mà thầy chú trọng. Vì đây là một trong bốn cái nguyên lý chính á, mà thông thường hồi xưa đó thì thầy hay nói là nếu mà các bạn ở đây với toàn hết cái buổi 7-8 thì các bạn đã ngon lắm rồi. Cuộc đời các bạn đã chuyển rồi. Mà lúc đó đó cái thời mà anh mới vào ở cả nhà, anh cảm nhận là những cái bữa đầu tiên là quan trọng rồi. Nếu mà qua hết 7-8 là mình cũng thật sự là rất là ngon. Tại vì những cái gì mà nó quan trọng nhất đó, thì thầy hầu như là đã nói ở những cái buổi đầu tiên rồi. Và khi mà có may mắn được vào học chung với các anh chị Master Mentor thì anh mới ngộ ra được cái chuyện đó. Tại vì nguyên lý ánh sáng này là một trong những cái nguyên lý mà thầy đã bỏ rất là nhiều tâm huyết vào đây. Và nếu mà mình hiểu được cái nguyên lý ánh sáng này á, là gần như mình sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn. Thì để mà đi sâu vào câu chuyện á, thì anh xin được phép viết vào cái chủ đề ngày hôm nay. Cả nhà nếu mà có giấy bút thì ghi giùm anh ha. Nguyên lý ánh sáng. Còn cái nguyên lý ánh sáng này nó rất là quan trọng. Bởi vì cả nhà ghi xuống, vẽ xuống giùm anh một cái căn phòng. Thì căn phòng này á, trong căn phòng này là bóng tối. Hình như là hiện bóng tối là hiện hữu ở trong căn phòng này không á cả nhà. Thì thầy mới đặt ra một câu hỏi. Và câu hỏi này thì anh cũng hay đặt ra cho nhiều người khác lắm. Và cái câu hỏi này là khi mà ở trong căn phòng tối á, thì mình làm sao để cho căn phòng này nó sáng hơn? Mình làm sao để cho căn phòng này nó sáng hơn? Mình có hai cái sự lựa chọn đó cả nhà. Một á, là mình sẽ đem ánh sáng. Một là mình sẽ đem ánh sáng vào cái căn phòng này. Hai á, là mình sẽ đưa bóng tối ra ngoài. Như vậy thì câu hỏi là chúng ta sẽ chọn đem ánh sáng vào hay là chúng ta chọn đưa bóng tối ra ngoài? Cả nhà có thể ghi vào phương trái giùm anh được không ạ? Thí dụ đem ánh sáng vào thì đánh vào số 1. Còn đưa bóng tối ra ngoài thì đánh vào số 2. Cảm ơn cả nhà. Rất là hay. Nhà mình rất là tinh tấn. Có một cái sự thật với cả nhà là qua một vài thời gian mà anh học về cái nguyên lý ánh sáng này,
mà anh đi nói chuyện với những người bạn của anh ấy, thậm chí là ngay cả anh nữa, thì anh luôn chọn là đem ánh sáng vào. Nhưng mà có một cái sự thật là thường thường người ta hay đem bóng tối ra ngoài, giống như là có những cái vấn nạn mà mình không biết á, và mình hay chọn cái cách là đem bóng tối ra ngoài á, thì mình cứ nghĩ là mình đã giải quyết được vấn đề. Nhưng mà tại sao vấn đề này nó lại lặp lại? Thì cái sự thật này chính là vì mình đem bóng tối ra chứ mình không có đưa ánh sáng vào, nên cái sự thật là mình luôn luôn có vấn nạn và những cái vấn nạn đó nó luôn tồn tại. Thế nên là mai phước cho anh là anh có thầy, có bạn và có rất là nhiều người nhắc cho anh về cái nguyên lý ánh sáng này. Thì tiếp tục cả nhà mình vẽ giùm anh một ngôi nhà. Ngôi nhà này nó nhỏ nhỏ một chút thôi, nhưng hồi mình sẽ có một cái ngôi nhà lớn hơn. Thì trong khi mà mình đang nói về những cái vấn nạn, thì qua thời gian nhờ sự nghiên cứu của các nhà nghiên cứu gia, rồi nhờ sự nghiên cứu của các thiện đại trí thức, thầy cô, thì chúng ta mới ngộ ra là trong cuộc sống này chúng ta có bốn vấn nạn chính. Vấn nạn đầu tiên á là nội tâm. Vấn nạn thứ hai á là sức khỏe. Thì nội tâm nằm ở dưới cái góc, sức khỏe nằm góc bên trái, rồi mối quan hệ là nằm góc bên phải. Tài chính á là nằm ở trên nóc nhà. Thì qua thời gian á cả nhà, các thiện đại trí thức, thầy cô, minh sư của chúng ta đó đã tìm ra được bốn cái vấn nạn chính mà con người có được. Và con người ở đây không phải là ở Việt Nam hay là ở Mỹ hay là ở một cái nước nào đó, mà là tất cả con người ở trên thế giới này đều mắc phải bốn cái vấn nạn chính. Đó chính là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Thì khi mà con người chọn đưa bóng tối ra ngoài, có nghĩa là người đó đã rất là có vấn đề. Và thời điểm này á thì chúng ta cần phải xét lại, và chúng ta phải biết về cái nguyên lý ánh sáng này. Đó chính là cái lý do mà thầy đem nguyên lý ánh sáng chia sẻ cho chúng ta vào lúc đầu tiên, buổi đầu tiên. Chào chị Đào. Thì cái nguyên lý ánh sáng này nó hết sức quan trọng, tại vì giống như anh nói hồi nãy, anh xin lặp lại, là tất cả chúng ta đều nghĩ, chúng ta đều biết về nguyên lý ánh sáng. Và chúng ta biết là chúng ta phải đưa ánh sáng vào. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều đem bóng tối ra ngoài. Đó là lý do tại sao mà anh cảm thấy rất là may mắn, và anh cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn cái cơ duyên mà anh được học cách đứng trên vấn nạn phát sinh. Thế thì vấn nạn phát sinh ở đây chính là bốn cái vấn nạn: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Thế thì có một cái câu chuyện mà anh rất là tâm đắc và anh xin được phép chia sẻ với cả nhà. Cũng rất là hay, tại vì lâu lâu cái
internet này nó lại bị, nó lại có cái tần số rung động hơi cao á, thành ra là giúp cho mình học được cái cách là làm sao mà đem ánh sáng vào bóng tối, vào căn phòng tối á cả nhà. Có một cái câu chuyện mà anh nghĩ là tất cả chúng ta cần phải biết, tại vì khi mà học về nguyên lý ánh sáng và bóng tối này nè, thầy hay chia sẻ cái nguyên lý này lắm. Thì cái nguyên lý ánh sáng và bóng tối này, có một cái câu chuyện mà ở trong những cái phim ảnh người ta cũng hay đem vào. Đó là một câu chuyện về một cái người con gái. Và khi cô gái này là chọn là nhốt cô ta vào căn phòng tối. Và cô ta cứ nghĩ là bản thân cô ta là được giải thoát, tại vì giống như khi mà tất cả những cái người mà làm đau khổ cô á đều bị cô ta nhốt lại. Ngay cả cái con chó què ba chân cũng bị cô ta nhốt vào trong phòng. Và khi mà cô ta thấy là mọi người bị nhốt vào trong phòng và có một mình cô ở ngoài thì cô rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó đó cả nhà, thì cô cảm thấy là cô không có được an yên và cô có những giấc mơ không có được đẹp đẽ. Thì cô mới đi gặp một cái người thiện trí thức, và cái người thiện trí thức này mới nói với cô gái là nếu mà cô có cái giấc mơ đó thì cô hãy mở cửa căn phòng đó ra và cho mọi người đi vào. Thì cô cũng không có chịu, mặc dù là những cái người đó là những cái người ở trong tư tưởng của cô thôi, nhưng mà cô cũng không có chịu là mở cửa cho những người đó ra. Nhưng mà cái lần cuối cùng mà cô thấy rất là khó sống rồi đó, thì cô mới quyết định là cô cho cô một cơ hội để mà mở cửa ra. Và khi mà cô mở cửa ra thì chắc chắn là ánh sáng xuất hiện, tại vì tất cả những cái người đi ra là những cái người đã làm cô đau khổ trong những năm vừa qua. Và cái người cuối cùng mà đi ra thì đó chính là bản thân cô gái này. Thì câu chuyện này á cả nhà, thầy hay chia sẻ ở trong những cái bài, những cái nguyên lý khác, nhưng mà đối với anh á thì cái câu chuyện này nó gắn kết với lại cái nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Tại vì chính bản thân của mình á, mà mình nghĩ là mình khóa chặt lại những ký ức, những con người làm mình đau khổ, nhưng mà bản thân mình chính là cái người bị khóa ở trong đó và bản thân mình không thể đi ra được. Thế nên là khi mà anh thấy anh nghe câu chuyện này và anh thấy ở trong phim người ta cũng làm một cái đoạn ngắn về cái câu chuyện này ở trong một cái bộ phim của Hàn Quốc, thì anh hết sức là xúc động. Cái cảm giác nó cũng giống như là bây giờ anh kể câu chuyện này ở cả nhà. Tại vì khi mà mình nghĩ là mình đem ánh sáng nhưng mà vấn nạn nó vẫn còn đó, thì chắc chắn là đâu đó đó mình không những là mình ở trong căn phòng tối mà mình còn ở trong cái góc sâu nhất trong căn phòng đó. Thế nên là cái việc mà ngộ được cái nguyên lý ánh sáng là một cái việc hết sức quan trọng. Và đây là một cái sự may mắn cho anh và cho chúng ta. Thế thì câu hỏi đặt ra đó là tại sao, một lần nữa thì tại sao nguyên lý ánh sáng lại quan trọng? Tại vì trong cuộc đời mình á, có rất là nhiều vấn nạn và bốn vấn nạn chính vẫn là vấn nạn nội tâm, vấn nạn sức khỏe, vấn nạn tài chính và vấn nạn về mối quan hệ. Cũng như là cô gái mà anh mới chia sẻ, cô ta chính là mắc phải vấn nạn về nội tâm.
và vấn nạn về mối quan hệ. Thì có phải là nếu mà nội tâm của mình không an yên á, thì chắc chắn mối quan hệ của mình với người khác cũng không an yên, đúng không cả nhà? Mà thí dụ bây giờ có những người á, hiện nay á, là thế giới đã thay đổi, giống như cái thời của anh còn nhỏ đó, thì anh thấy là con người mặc đồ rất là kín đáo, nhưng mà hiện nay là cơ thể giống như con người là tôn vinh cơ thể khỏe mạnh, và giống như là mặc đồ là phải năng động. Thì thí dụ mặc hồi xưa đi bơi á, là mặc đồ rất là kín, nhưng mà bây giờ là phải là mặc bikini hai mảnh hay là một mảnh gì đó để mà khoe tôn vinh lên cái dáng rất là đẹp. Nhưng mà những cái người mà rất là ốm á, và người ta không có tập thể dục thường á, thì người ta vẫn có những cái gọi là những cái body fat, có nghĩa là những cái chỗ mà cần ốm thì không ốm mà cần mập á thì không mập á, là có những cái mỡ. Giống như anh hồi xưa á, là anh hay gọi bản thân mình là body shaming, có nghĩa là anh không có tự tin vào cơ thể của anh. Sau đó thì anh cảm thấy là cơ thể của anh á, là tại sao nó không có được cân đối, nó không có đều. Thì nội tâm của anh á, cảm thấy là anh không có đẹp, nên anh cảm thấy là cái sức khỏe của anh á, nó không có được tốt. Và cho dù á, là thí dụ anh tạo điều kiện cơ hội để cho bản thân anh đi tập thể dục, nhưng mà tập cũng không đúng, thì cái nội tâm của mình cảm thấy á, sức khỏe mình không đẹp, tại vì cơ thể của mình không đẹp. Thành ra cái sức khỏe và nội tâm này nó cũng liên quan tới nhau. Và có những người giống như thí dụ mẹ của anh đi cả nhà, anh cảm thấy là mẹ anh bây giờ với lại mẹ anh hồi xưa khác nhau lắm. Hồi xưa mẹ anh không bao giờ than vì bệnh, nhưng mà khi mà qua cái tuổi 60 và mẹ anh bị tai biến á, thì từ đó cho tới hiện tại bây giờ là lúc nào mà gặp anh cũng nói là mẹ có bệnh rồi, thí dụ tuần này mà không có bệnh á, thì cũng phải kiếm cái gì đó để mà có thể được bệnh. Thì có nghĩa là nội tâm của mẹ anh cảm thấy là mẹ anh không có khỏe mạnh đó cả nhà. Thành ra mẹ anh lại có vấn đề về sức khỏe, mà càng cảm thấy là mình càng bị bệnh thì mình lại càng bị bệnh đó. Rồi còn cái vấn đề sức khỏe với tài chính nó có ảnh hưởng và liên quan với nhau, chắc chắn là có. Hồi lúc trước anh bị thoát vị đĩa đệm đó cả nhà, tại vì lúc đó đó anh làm rất là nhiều, và thường ngày thì anh sẽ chạy xe mất khoảng 2 tiếng, 2 3 tiếng gì đó, tùy theo là có traffic hay không. Và khi mà anh đi làm nhiều như vậy thì anh chỉ từ đây anh chạy tới nhà, từ nhà chạy tới chỗ làm và từ chỗ làm chạy về nhà và ngồi trên xe để chạy, rồi tới chỗ làm thì cũng ngồi làm nguyên ngày thôi. Thí dụ mình làm 8 9 tiếng rồi mình cũng chạy xe về 2 3 tiếng, thì một ngày là anh để dành ra cũng khoảng gần 12 tiếng để ngồi. Thì một ngày mà mình không có vận động gì hết mà mình cứ ngồi và mình cứ làm á, thì tay mình đau, chân mình cũng đau, mặc dù mình không có đứng. Rồi cái móng của mình cũng đau luôn. Thế thì cái sức khỏe này nó ảnh hưởng tới cái tài chính không cả nhà? Tại vì bây giờ mình bị đau quá mà mình không có biết tại sao mình đau, thì mình cũng không an yên. Và rồi cái phần tài chính này nó cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ. Là tại sao? Tại vì mình không có vui, cái về nhà, cái mình cũng không có muốn đi chơi với lại người yêu. Rồi mình đau quá, mình không có thấy ai dễ thương hết á, tại vì bản thân của mình cũng đâu có dễ thương, mình đau quá mà. Thế thì á, là nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ, tại vì mình cảm thấy là cơ thể mình nó đau quá, mình không có muốn đi chơi ai hết, mình không có muốn quen ai hết, rồi mình lại đẩy người ta ra. Mà có những cái vấn đề về về nội tâm á,
nó cũng ảnh hưởng tới tài chính, là tại vì có những người ở cả nhà người ta cảm thấy là nếu mà người ta không có tiền thì người ta sẽ không có thể nào mà an vui, thì người ta tiếp tục người ta làm. Giống như anh có những người bạn, người ta làm rất là nhiều tiền nhưng mà nội tâm của người ta không an vui, tại người ta luôn luôn á là nhìn lên. Thì nhìn lên tốt không cả nhà? Nhìn lên rất là tốt nhưng mà nội tâm của người ta cũng không an vui, tại vì người ta không có biết là người ta đang cần gì và kiếm gì. Và tại vì cái nền nhà là nội tâm nè, cái móng nhà là nội tâm, người ta không biết người ta cần gì và người ta không biết người ta muốn gì, thì cho dù là tiền có nhiều tới mấy á, người ta cũng không an vui. Sức khỏe người ta có tốt tới mấy nhưng mà người ta lại không thể nào mà kiếm ra được một cái người yêu đích thực. Tài chính người ta tốt tới mấy, sức khỏe người ta tốt tới mấy nhưng mà nội tâm người ta không an vui. Người ta lại cứ nghĩ là ai mà tới quen quen họ đó là vì tiền thôi. Thì cái mối quan hệ này nó có bền vững không cả nhà? Chắc chắn là không. Đúng không ạ? Mà cái sức khỏe này có ảnh hưởng tới mối quan hệ không ạ? Hay là mối quan hệ này có ảnh hưởng tới sức khỏe này không ạ? Anh càng vẽ ở trong đây á cả nhà, anh càng thấy là ở trong đây nó rối như tơ vò vậy đó. Và nó rối như vậy thì có nhắc cả nhà nhớ cái nguyên lý hôm qua không ạ? Đó là sáu rào cản. Sáu rào cản này nó giống như là xích, nó gông cùm xiềng xích. Thì cái nội tâm của mình, sức khỏe, tài chính, mối quan hệ mà nó rối ren như vậy nè, ở trong đây nè, thầy vẽ còn rất là đẹp, là gọn gàng, bên vẽ cũng rất là đẹp và gọn gàng. Vì một cái lý do gì đó mà hôm nay á, anh vẽ nó không có gọn ở trong đây, nó giống như là nó là hầm bà lằng ở trong đây luôn á. Thì anh mới ngộ ra một điều ngay ngay trong lúc anh chia sẻ với cả nhà. Đây là một cái mớ hỗn độn, sáu cái rào cản nó giống như là dây rối tơ vò gì đó. Thì làm sao mình cảm thấy an vui được cả nhà? Không có an vui được luôn á. Nhìn thấy vậy là quanh thấy là sáu cái bài sáu rào cản thầy đưa vào đầu tiên là có lý do. Thế nên mời cả nhà vẽ tiếp một cái ngôi nhà khác cho anh. Đây thì mình sẽ vẽ một cái ngôi nhà lớn hơn. Dạ, cảm ơn bé. Đây là tổng nghiệp đưa đẩy luôn á cả nhà. Giờ chuyển vào ánh sáng. Bởi vì thế mà anh rất là cảm ơn thầy. Có một cái câu nói mà anh rất là thích làm. Câu nói mà anh học được ở trong lớp cao học của anh á, là cái phần tâm tâm thần và tâm linh của mình á, nó đều kết nối với nhau. Nhưng mà mọi người á, hồi đó tới giờ anh không biết mọi người có giống anh không, nhưng mà anh hay đồng hóa lắm đó cả nhà. Giống như anh nghĩ tâm thần và tâm linh á, là nó giống nhau. Nhưng mà tâm thần và tâm linh này á, là hai cái từ khác nhau. Ở trong tiếng Anh gọi là spiritual và intellectual. Thì khi mà nói về cái tâm lời thần và tâm linh á, thì chúng ta sẽ nói về cái phần bảy 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 phẩm chất, bảy ngọn đèn. Và trong cái phần bảy ngọn đèn này nè cả nhà, thì phẩm chất các bạn có thể ghi từ phẩm chất này chính giữa.
Và sau đó thì anh giảm cái hình lục giác. Sau đó thì cả nhà giúp anh phân ra làm 6 cái phần. Phẩm chất là chính giữa. Sau đó chúng ta sẽ có trí tuệ, tâm thái và nhân cách. Ở dưới chữ phẩm chất á, thì chúng ta ghi từ trí tuệ. Bên trái từ trí tuệ, chúng ta sẽ ghi tâm thái. Kế tiếp là bên phải chúng ta sẽ ghi nhân cách. Ở trên từ tâm thái á, thì nếu cả nhà muốn á, cả nhà có thể thay một cái màu mực khác. Ở trên chữ tâm thái sẽ là chữ thể chất. Ở trên chữ phẩm chất á, là vật chất. Ở trên chữ nhân cách á, sẽ là năng lực. Và ở bên ngoài thì giống như hồi nãy là ở cái phần đáy, cái phần góc, cái phần base của ngôi nhà đó, thì chúng ta sẽ ghi từ nội tâm. Hai bên khung bên phải, bên trái thì chúng ta sẽ ghi vào sức khỏe trước, bên phải chúng ta sẽ ghi mối quan hệ. Ở trên nhà chúng ta có thể ghi chữ tài chính chung với nhau. Và các bạn có thể viết cái chữ dollars, dollar sign, bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Nếu mà các bạn có ước mơ lớn thì đây là một cái ngôi nhà khác ngôi nhà hồi nãy cả nhà. Ngôi nhà khác ngôi nhà hồi nãy là sao? Ngôi nhà hồi nãy anh thấy rối như tơ vò. Ngôi nhà có nhớ không? Đây là cái ngôi nhà mà thể hiện vấn nạn của con người, thể hiện 6 cái rào cản. 6 rào cản là gì? Mình lập trình bản thân, mình sợ cái này, mình sợ cái kia, mình sợ thiếu thông tin, thiếu năng lượng, thiếu vật chất, sợ nhiều cái. Nhưng mà cái ngôi nhà thứ hai này á, thì là ngôi nhà đem tới ánh sáng cho chúng ta. Ngôi nhà này, đây là cái ngôi nhà mơ ước của anh. Ngôi nhà này là có rất là nhiều cửa sổ, thành ra ánh sáng luôn chiếu vào. Và cái ngôi nhà này thì cho dù là trời tối cho cách mấy thì mình vẫn có thể thấy được bên ngoài. Và may mắn cho anh á là anh được học thầy. Và may mắn cho anh một lần nữa đó là anh ngộ ra được cái ngôi nhà này á, cái góc trí tuệ này cả nhà. Đây là cái góc đầu tiên, hay là thầy hay nói là đây là cái ngọn đèn đầu tiên ấy, mà chúng ta cần phải thắp sáng. Thắp sáng cái góc trí tuệ này thì chắc chắn cái góc tâm thái, góc nhân cách sẽ được sáng. Sau đó thì phẩm chất cũng được sáng theo. Và tiếp theo là thể chất, vật chất và năng lực cũng sẽ được thắp sáng. Dạ đúng, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, hay là mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Cả nhà có nhớ bài hát đó không ạ?
Anh rất là thích bài hát đó. Thế nên khi mà chúng ta mở cửa ra cho nắng sớm vào, hay là chúng ta thắp ánh sáng vào ngọn đèn trí tuệ, thì ngôi nhà của chúng ta chắc chắn sẽ được bừng sáng. Nhưng mà cái lý do tại sao mà chúng ta học về nguyên lý ánh sáng thì chúng ta luôn hiểu là nếu ánh sáng không ngự trị thì bóng tối sẽ càng ngày càng lớn lên. À, ngay cả trong Kinh Thánh á cả nhà, anh không phải là người trong đạo nhưng mà anh rất là thích đọc những cái đọc về lịch sử cũng như là đọc về lịch sử của các đạo. Thì ngay cả trong Kinh Thánh họ nói là trước khi mà Chúa hay là trước khi Thượng Đế tạo ra thế giới này thì bóng tối ngự trị. Và sau đó thì Thượng Đế mới bắt đầu đưa ánh sáng vào. Và ngay cả trong những nền văn học cổ đại thì cũng có rất là nhiều người người ta sử dụng cái triết lý là bóng tối ngự trị á, thì con người chỉ cần đưa ánh sáng vào thì chúng ta sẽ trở thành một cái phiên bản mới. Thế nên là cuộc đời này luôn vận hành theo nguyên lý nhị nguyên. Có bóng tối á, thì không có ánh sáng, mà có ánh sáng thì không có bóng tối. Thế nên cái việc của chúng ta là luôn luôn thắp sáng ngọn đèn trí tuệ. Vì từ ngọn đèn trí tuệ này á, thì những ngọn đèn khác cũng được thắp sáng. Và lý do tại sao mà chúng ta cần phải chia sẻ về nguyên lý ánh sáng này và càng ngày càng làm sáng ngọn đèn trí tuệ của bản thân là tại vì cây đèn nó có sáng tới đâu, bạn có phải là đèn cầy, bạn có phải là đèn pin, bạn có phải là ngọn đèn hải đăng, thì cái gốc của ngọn đèn luôn luôn tối. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn trí tuệ và chúng ta thắp sáng những còn ngọn đèn còn lại, và chúng ta sẽ đi lan tỏa để mà giúp tất cả những người ở xung quanh ta đều được thắp sáng để mà cái gốc của ngọn đèn của chúng ta không bị tối. Hồi xưa anh học về nhân số học ở cả nhà thì có rất là nhiều người người ta tỏa sáng, người ta đi lan tỏa giá trị, nhưng mà người ta vẫn bị cái vấn nạn về mối quan hệ. Người ta càng lan tỏa, người ta càng rực rỡ, đặc biệt là những cái người chị ở trong lớp mà anh học, thì cái mối quan hệ trong gia đình của chị càng ngày càng sa sút. Thì lúc đó cô giáo mới đưa ra cái triết lý là cái ngọn đèn cho dù nó có sáng tới đâu thì cái chân đèn nó vẫn tối. Thì lúc đó anh mới ngộ là cho dù là mình làm tốt ở ngoài bao nhiêu mà bản thân mình á có góc tối, và mình cố gắng mình che lấp cái góc tối đó ra, giống như là câu chuyện hồi nãy anh chia sẻ với mọi người, thì sao ạ? Thì chúng ta vẫn bị vấn nạn. Chúng ta nói là chúng ta đi ra ngoài giúp người khác và chữa lành, nhưng mà bản thân của chúng ta không được lành lặn thì chúng ta chữa cho ai? Thế nên chúng ta không có giúp người khác giải quyết vấn đề, mà chúng ta phải đưa cái ánh sáng vào cuộc đời của bản thân mình trước, biết cách đứng trên vấn nạn, luôn luôn mở cửa ra cho ánh sáng vào nhà, thì từ đó đó chúng ta cũng sẽ giúp những người khác ngộ ra được là mình cũng không phải là hay ho gì, mình chỉ biết cách đứng trên vấn nạn phát sinh mà thôi. Thì đây là một trong điều mà anh rất là tâm đắc về nguyên lý ánh sáng. Mà càng nói thì anh càng
trân trọng và biết ơn thầy. Tại vì học cho nhiều tới đâu mà chúng ta không có ngộ ra được cái nguyên lý ánh sáng này á cả nhà, thì chúng ta vẫn còn vấn nạn. Mà nếu mà bạn còn vấn nạn thì làm sao mà bạn có thể đứng trên vấn nạn phát sinh? Giống như các bạn cứ nghĩ là các bạn đi cầu thang đi. Mà bây giờ thí dụ có ba anh chàng là sống ở cái tầng 21. Nhưng mà cái thang máy là nó làm được, mà anh ba anh chàng này đi chợ về là phải cầm túi xách này nọ rất là nhiều, rồi cũng phải đi lên cầu thang, rồi càng đi thì phải càng kiếm chuyện để kể. Thì các anh chàng này á phải kể những cái chuyện tích cực thì mới leo nổi tới cái tầng 21. Xong rồi cái leo tới tầng 10 hay tầng 12 gì đó, cái mấy anh này mới quyết định là nhờ một cái người hàng xóm giữ giùm mấy cái bịch đồ ăn để mấy ảnh đi lên nhà, mở cửa nhà trước rồi chờ chừng nào thang máy làm việc được rồi họ đi xuống. Nhưng mà khi mà họ leo lên tầng 21 rồi á thì họ lại mới phát hiện ra là bây giờ đồ ăn là để dưới tầng 10, nhưng mà chìa khóa cũng để ở dưới tầng 10 luôn. Thì có phải là vấn nạn không cả nhà? Thì đó là cái lý do tại sao á chúng ta không đi tìm cách giải quyết vấn nạn, mà chúng ta phải tìm cách làm sao để đứng trên vấn nạn. Chúng ta phải có nhiều cái cách để đứng trên vấn nạn, và khi mà đứng trên vấn nạn như vậy đó thì chúng ta còn sợ vấn nạn nữa không ạ? Bởi vì chúng ta đều là con người. Có một người thầy khác của anh á mà thầy rất là nổi tiếng với cái câu là chúng ta hãy cho phép chúng ta là con người. Chúng ta hãy cho phép chúng ta đó là thấy được bóng tối, thấy được ánh sáng. Thì anh rất là trân trọng, biết ơn thầy, biết ơn những người thiện đại trí thức, những thầy cô khác đã ngộ ra được cái triết lý này để mà anh giờ đây anh giống như là cái con khỉ thứ 100 ở cả nhà. Thì anh ngộ ra được thôi chứ anh cũng chẳng có hay ho gì hết đó. Và càng ngày á, thì khi mà anh nói về cái nguyên lý ánh sáng tối này nè, anh càng ngộ hơn. Thì chúng ta cũng là vậy thôi đó cả nhà. Chúng ta có thể là cái người đầu tiên ở trong gia đình mình ngộ ra được một cái điều gì đó mà chúng ta không biết điều đó là điều gì. Nhưng mà khi mà chúng ta biết rồi á thì chúng ta chỉ cần đi làm sáng tỏ để mà cái ngọn đèn trí tuệ này của chúng ta được thắp sáng. Và từ đó thì chúng ta mới có thể thắp sáng được tâm thái, thắp sáng được nhân cách, thắp sáng được cái phẩm chất. Và rồi thì thể chất, năng lực và vật chất sẽ được thắp sáng. Trước đây tại vì oanh học ở trường kinh tế, thì khi mà ra trường xong thì oanh cũng đi học làm sao mà có tài chính tốt, mà càng đi học thì oanh càng thấy oanh nghèo. Mà cứ mỗi lần mà có một cái ý tưởng gì đó đó mà anh làm á thì cũng được, nhưng mà tới một cái giới hạn nào đó thôi thì anh làm được. Thì sau này anh mới hiểu ra được là mình làm được cái gốc này nè, những cái mối quan hệ mình được chưa, cũng được gì hết. Tại vì sao? Tại vì anh không hiểu được là con người là vốn quý, con người không là cây cầu thì cũng là con đường. Lúc đó anh không có hiểu được điều đó. Thành ra cho dù tài chính của anh mà có được được gì đi nữa, có nhiều anh đi học ở đâu đi nữa đó, anh có được bằng cấp gì đi nữa cũng cũng bị gãy thôi. Tại vì mối quan hệ của anh gãy rồi. Nội tâm của anh cũng không biết anh bị gãy ở đâu. Thành ra nó cũng bị tè le. Thành ra khi mà anh may mắn còn một cái chút, còn một chút xíu phước đức thôi thì mình được vào đây. Và mình được cái tình yêu thương của những người nhân mạch của mình cho mình được tình yêu thương của thầy cô cho mình. Thành ra cái ngọn đèn trí tuệ của anh được thắp sáng. Và càng nói thì anh lại càng trân trọng biết ơn.
Cả nhà có bài học tâm đắc gì ngộ ra không cả nhà? Có thể chia sẻ với anh với cả nhà mình hôm nay được không? Sau khi nghe về nguyên lý ánh sáng này thì cả nhà mình có ngộ ra được một điều gì quan trọng mà bấy lâu nay mình đi tìm kiếm không? Vậy là dạ đó, dạ mình còn một chút phước, dạ nhưng mà thật ra anh nói vậy thôi chứ chị ba là biết không, là mình rất là may mắn rồi đó. Mình nghĩ là mình cũng còn một chút phước, dạ thì cũng đúng, nhưng mà mình thật sự rất là may mắn tại vì có rất là nhiều nhiều chị bạn của anh á là cũng vào, nhưng mà họ cũng có những cái chướng ngại á, và có những người thật sự là người ta học rất là giỏi và học giỏi hơn quanh rất là nhiều và cái phước của người ta cũng rất là nhiều, nhưng mà còn một cái lý do gì đó mà cái ngọn đèn của họ vẫn chưa được thắp sáng hoàn toàn á cả nhà. Thành ra đó là mình thấy được điều đó nên mình cần phải chăm chỉ hơn, mình học tốt hơn, để vì sao, mình phải bảo hộ mình và mình bảo hộ thân hữu xung quanh, nên cho dù nói như thế nào đó thì tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay á đều là những người có phước đức rất là sâu dày, thành ra chúng ta mới có thể ngồi đây để mà bảo hộ cho nhau. Thật ra tất cả các anh chị ngồi đây á, là đang bảo hộ cho anh, đang giúp cho anh cân bằng tần số rung động năng lượng. Tại vì cái ngọn đèn trí tuệ này nè cả nhà, nó chỉ là ngọn đèn thôi, nhưng mà cái tần số rung động năng lượng của mình á, nó giống như là gió vậy đó cả nhà, nó dao động không ngừng. Thành ra nếu mà mình không có cân bằng tần số rung động năng lượng được á, thì cái trạng thái rung động năng lượng nội tâm của mình, điện từ nội tâm á, nó sẽ dao động rất là mạnh. Mà nếu mà cả nhà đã học qua cái cấu trúc con người á, thì chỉ có ở trung tâm là không dao động thôi. Còn tất cả những tâm tánh tình, còn tất cả là tánh tình rồi điện từ rồi 84.000 năm 84.000 bong bóng ảo giác, cái tất cả những thứ đó đều dao động. Và nếu mà cái tham và cái tưởng của mình á, mình dao động càng lớn á, thì cái ngọn đèn trí tuệ này cần phải được bảo vệ. Đó là lý do tại sao khi mà vào mentor thì thầy nói là tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh, là bảo vệ cái ngọn đèn trí tuệ này cho nhau nè cả nhà, là phải luôn luôn đem ánh sáng vào. Ngọn đèn trí tuệ này mà tắt, đem ánh sáng vào. Ngọn đèn trí tuệ nó hơi lung lay là phải bảo hộ, giúp nhau cân bằng điện từ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta càng vô đây á, thì chúng ta càng sáng. Tại vì chúng ta luôn luôn có những cái ánh sáng khác thắp, thắp lên để mà chúng ta được sáng. Chứ chúng ta cũng không phải ngon gì hết. Nhưng mà tại vì chúng ta bảo hộ cho nhau, thành ra mình vào đây là mình cảm ơn nhân duyên của hằng hà sa số đời. Thì đó là cái điều mà anh muốn chia sẻ với cả nhà ngày hôm nay. Và nếu mà anh chắc chắn là khi mà các bạn mà được học sâu hơn một chút xíu, đặc biệt là về nguyên lý hỏi nghi ngộ hiểu chuyển hóa, thì các anh chị ngồi ở đây, các bạn ngồi ở đây sẽ hiểu được hơn là tại sao mà chúng ta vào đây học á, thì chúng ta có thể thay đổi đời, thay đổi vận mệnh. Và nãy giờ cái điều mà anh làm là gì cả nhà? Anh chia sẻ những cái phi vật chất và anh biến nó thành vật chất. Mà những cái phi vật chất là gì cả nhà? Đó chính là trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Anh nhờ câu chuyện ngọn đèn
anh nhờ câu chuyện của ba chàng trai đi lên lầu mà quên chìa khóa. Anh nhờ câu chuyện của cô gái bị nhốt ở trong phòng để anh hiện thực hóa để cho cả nhà biết được là chúng ta cũng phải làm rõ cái ngọn đèn trí tuệ này. Thì khi mà làm rõ ngọn đèn trí tuệ này á, và mình cùng nhau soi sáng lẫn nhau á, là mình cùng nhau đem ánh sáng vào phòng tối á, thì chắc chắn là vật chất sẽ tới. Và nếu mà một người mà có trí tuệ mà tâm thái tốt á, thì chắc chắn cái người đó sẽ muốn cơ thể của họ khỏe mạnh. Đó cũng chính là lý do tại sao mà khi mà vào mentor, thầy đẩy mạnh cái việc thể chất rất là nhiều. Và có rất là nhiều hiện thực ở trong nhà của anh á, mà anh thấy á, là có nhiều chị không biết bơi. Nhưng mà sau khi mà đi học á, thì người ta bơi được ngay và liền. Có nhiều chị cái gương mặt hơi bị méo méo á, cả nhà. Không có nghĩa là mấy chị đó không đẹp, nhưng mà giống như là có thể là gò má cao quá hay là cái mặt bị hớp quá thì cũng được chuyển hiện thực từ tâm y dung, thành ra cái mặt của chị càng ngày càng đầy đặn hơn và càng ngày càng đẹp hơn. Thì chỉ cần là gặp cô Triều hoặc là các thầy cô ở tâm y dung thì những thầy cô đó sẽ chuyển giao cái hiện thực và giúp cho mình làm sao để có khuôn mặt đẹp hơn. Còn cái năng lực này cả nhà, thì khi mà mình có trí tuệ, mình có tâm thái, mình có nhân cách, thậm chí là mình chỉ có ngọn đèn trí tuệ và tâm thái được 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 đốt lên thôi, thì chắc chắn á, cái năng lực của mình sẽ tốt hơn. Và cái năng lực tốt á, thì chắc chắn là vật chất sẽ tới. Thì hồi xưa tới giờ mình xây nhà trên trên nóc, thì bây giờ mình đổi lại, mình xây nhà mình phải xây cái nền móng là nội tâm, sau đó mình xây trụ cột là sức khỏe và trụ cột là mối quan hệ. Hai cái trụ cột này nó rất là quan trọng, thì từ đó tài chính sẽ tới thôi. Thì những cái mà vật chất á, mà mình thấy được là thể chất, vật chất và năng lực á, đó chỉ là cái phần nổi, mà những cái phần chìm khác á, mà mình không thấy á, thì đó chính là những cái phần mình càng phải làm sáng lên cả nhà. Đó là lý do tại sao á, mà cả nhà mà hay thấy cái hình tượng mà cái khối băng chìm á, mình chỉ thấy trên đỉnh ngọn thôi, thì cái đỉnh ngọn đó chính là cái thể chất, vật chất và năng lực, còn 93% còn lại là cái phần chìm á. Cái phần đó rất là tối. Nhưng mà nếu mình có khả năng mình đem ánh sáng vào, mình đốt nó lên, thì chắc chắn mình là một cái tảng băng tỏa sáng rực rỡ. Thì đó là cái thì đây là cái điều mà anh muốn chốt lại cho cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Và anh rất là biết ơn cả nhà, mặc dù là không có thấy mặt anh đang nói, à, chỉ là thấy cái hình của anh thôi mà cả nhà đã đón nhận, à, và cả nhà đã tương tác với anh ở trên phương chat. Thì à, anh hy vọng là các anh chị ngày hôm nay nếu mà có bài học tâm đắc gì ngộ ra về nguyên lý ánh sáng này thì có thể giơ tay để chia sẻ với anh và chia sẻ với cả nhà. À, một cái điều nữa, à, vậy thì không thắp đèn trên dạ đúng rồi. Thì bao lâu nay là bạn đã thắp đèn trên nóc chưa? Còn anh là đã thắp đèn trên nóc rồi, thành ra anh cũng đốt cháy nhiều giai đoạn lắm rồi. Đốt cháy rất là nhiều rồi. Thành ra bây giờ anh chỉ thích thắp đèn ở dưới cái gốc thôi. Dạ, anh thích thắp ngọn đèn trí tuệ, tâm thái và nhân cách để mà tất cả những ngọn đèn khác đều được thắp sáng. Và ngay cả khi mà nhờ câu hỏi này đó, thì có một cái câu nói mà anh cũng rất là thích, đó là chúng ta làm việc thông minh chứ chúng ta không làm việc là nhiều là nhiều hơn việc cần làm. Giống như câu nói của Mỹ là we work smart, we don't wanna work hard.
Giống như câu đó hình như anh nhớ là của ông Bill Gates, ông nói á cả nhà, là chúng ta làm việc thông minh. Thì hồi đó tới giờ anh làm việc không thông minh là anh thắp sáng những cái ngọn đèn ở trên nóc. Giờ anh chỉ cần là làm việc là thắp cái ngọn đèn ở dưới thôi, là tự nhiên tất cả những ngọn đèn khác đều được thắp sáng á. Thì anh bây giờ anh chọn là anh sẽ làm việc thông minh. Dạ đúng rồi, thì bây giờ anh chọn là làm việc thông minh, và anh cũng hy vọng là qua cái bài chia sẻ này á thì cả nhà nhận được những cái bài học tâm đắc ngộ ra của anh. Thực ra nãy giờ là anh gọi tổng nghiệp ra đó cả nhà, tại vì liêm chính nội tâm là tất cả những cái bài soạn của anh á mở không được. Bây giờ cái màn hình của anh mở cũng không được, không có cái gì mở được, mở là nó tắt. Nhưng mà nhờ như vậy đó thì anh mới ngộ ra được cái cảm xúc của anh về cái bài nguyên lý ánh sáng này rất là sâu sắc. Anh đó là một trong những lý do mà hồi đó tới giờ là anh rất là thích cái bài này. Nhưng mà anh cũng chưa có phải là chia sẻ hoàn toàn. Mà hôm nay anh mới biết được là đối với anh thì cái bài nguyên lý ánh sáng này là cái bài quan trọng nhất. Đây là chìa khóa để giúp chúng ta đổi đời. Và ở trong cái lớp Master Mentor mà anh may mắn được thầy mở ra cho các anh chị em mentor học chung, thì thầy cũng thầy thầy thì thầy cũng có nhấn mạnh đó chính là nếu mà chúng ta muốn đổi đời thì chỉ cần nghe cái bài nguyên lý ánh sáng, nghe buổi đầu tiên là chúng ta có thể đổi được rồi cả nhà, chứ chúng ta cũng không có cần phải lăn tăn nhiều. Nhưng mà bởi vì là tại vì các anh chị Master Mentor và Mai Phước cho Mentor như là anh đó, là được nghe thầy giải chiêu, thành ra anh mới biết, nên hôm nay anh mới mạnh miệng chia sẻ với cả nhà là nguyên lý ánh sáng là một trong những nguyên lý hết sức quan trọng. Thì anh một lần nữa xin trân trọng biết ơn cả nhà đã lắng nghe anh tới phút giây này. Và nếu mà anh chị nào muốn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra để giúp cho những ngọn đèn xung quanh ta được tỏa sáng thì có thể giơ tay giúp anh. Còn nếu mà các anh chị có một cái sự ngộ nhưng mà muốn quán chiếu lại nội tâm thì cũng được. Nhưng mà anh luôn khích lệ cả nhà đó, nếu mà có một cái ngộ gì đó thì cứ giơ tay. À dạ, em mời chị Paula Phương Phan. Xin chào Oanh nha và chào cả nhà. Trước hết thì xin biết ơn Oanh có thời gian để trao tri thức cho cả nhà mình tối hôm nay. Phương cũng mới, nói chung là khi Oanh hỏi mà mentor thì là trong phòng Zoom hình như là chưa thấy ai đúng không? Nhưng mà chắc chắn Phương tin chắc một điều là tất cả mọi người sẽ là mentor thôi, sẽ là một cái cầu nối dài cho Quýt. Thì bài học tâm đắc ngộ mà Phương cảm thấy rất là hay, tại vì nó là ánh sáng. Ánh sáng thì mình luôn luôn thích, giống như là Phương thử tắt cái đèn của mình thì nó sẽ là bóng tối mà, đó nên là mình đưa ánh sáng vào trong cái phòng đi thì nó sẽ là sáng, giống như cái tâm của mình á, cái góc tối góc sáng. Nhưng mà mình đưa cái ánh sáng vào để cho những cái góc tối tâm hồn mình nó đi. Chứ còn mình cố gắng mình đuổi cái bóng tối tâm hồn mình đi thì nó vẫn còn đâu đó, và có những cái bối cảnh thì nó sẽ xuất hiện lại, nó cứ lẻn lẻn nó vào á. Mà chuyện này rất rất là bình thường xảy ra. Thì trong cái phần mà gọi là bốn cái vấn nạn, ngày hôm qua thì mình học được là sáu cái rào cản. Thì trong bốn cái vấn nạn khi mà quanh vẽ cái ngôi nhà đó, có nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ tài chính, thì ở phía trong đó nó rất là rối ren đúng không? Sau cái rào cản như vậy thì bây giờ là qua cái bức hình thứ hai, cái ngôi nhà thứ hai thì nó đã sáng tỏ, tại vì nó có cái ánh sáng của trí tuệ. Mà thật sự đó là khi mà mình nói chuyện á, thì hôm nay mình nói chuyện như vậy nhưng mà một khoảng thời gian sau á, mình quay ngược lại để mình
hiểu ra một cái vấn đề đó, mình nói chuyện về một cái vấn đề đó thì mình cảm giác rằng là có thể là mình có trí tuệ hơn, thì giống như là mình cần phải học. Nên là Phương cũng cảm ơn, biết ơn là cái tri thức của ngày hôm nay, để mà qua cái thời gian thì cái ánh sáng trí tuệ của mình nó càng cao, thì là cái ánh bóng đèn tối của mình nó cũng phải gọi là nó phải lùi lùi lại. Và Phương rất hay, rất thích cái chỗ là ánh sáng đến đâu thì chân đèn vẫn tối, nên chính vì vậy là bản thân con người mình, hoặc là những lúc này những lúc khác, thì đôi lúc nó cũng có những cái vấn nạn của mình á, thì mình cần phải đứng trên cái vấn nạn đó của mình thì mình mới có thể giúp được người khác, mới có thể đứng trên được những cái vấn nạn phát sinh. Và một điều nữa mà Phương cảm thấy nó có một cái tình thân vào trong cái ngôi nhà quýt này á, là tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh, nên là càng ở quýt thì mình sẽ càng sáng. Có những lúc mình hơi có bóng tối một chút thì sẽ có những ngọn đèn khác bảo hộ cho mình, để cho cái ánh sáng của mình nó cùng nhau nó vững, và mình sẽ bảo hộ những người khác nữa. Nên là Phương biết ơn bài học của tối hôm nay, xin cảm ơn và nhường lời lại cho các anh chị khác. Anh tắt mic rồi. À dạ, cảm ơn chị Pha Lâm. Ồ. Hẹn chị em nói mà em không nghe bản thân em luôn. Oh. À, công nhận là chị Pha là giỏi thiệt chứ. Dạ, bên cũng khen chị Pha là giỏi. Đúng là nhân tài tiềm ẩn. Em thấy là khi mà vào quýt á cả nhà, là mình gần như bị mất sĩ thân. Tại giống như là có những người rất là giỏi, giống như thí dụ chị Pha là cũng rất là giỏi, nhưng mà chưa có vào mentor nè, mà chuẩn bị vào. Mà hôm qua em cũng nói chuyện với là một cái chị bạn của em á, em nói là ở đây ở trong quý đó rất là hay, có nghĩa là những cái đợt học sinh kế tiếp á sẽ giỏi hơn những cái lớp đầu, mặc dù những người đi đầu rất là giỏi, nhưng mà bởi vì khi mà cái tri thức, cái trí tệ cùng nhau cả nhà càng ngày càng được mở, thì mình sẽ thu hút được những nhân tài càng ngày càng giỏi. Thành ra là càng ngày mình học là mình cần phải mở rộng cái trí tuệ mình hơn nữa, chứ không thôi là mình gọi là mình tự mình đóng lại cái ngọn đèn trí tuệ của mình á. Thành ra đó là lý do tại sao mà có những anh chị mà vào đây á, rất là nhiều năm rồi. Trước khi mà Quýt mở ra online và trước khi mà Quýt mở ra mentor và master mentor, thì có rất là nhiều anh chị hoặc là thầy cô á, đã học rất là lâu rồi, mà càng học á, thì họ càng bị ghiền. Tại vì bản thân của anh á, là anh đang học ở trong Quýt, và nhiều người thì hỏi là anh học xong anh ra anh làm gì, xong rồi anh đi học thêm cao học về cao học về thạc sĩ hạnh phúc đó. Thì những cái người khách hàng của anh cũng hỏi anh là học làm gì, thậm chí là anh có những người khách hàng ở cả nhà mà họ là họ họ đã đi họ cũng đi dạy dạy về tâm lý học, và họ cũng là có những cái công ty về coaching. Và anh hỏi là anh có thể vào làm internship cho công ty được không, thì cái người đó mới nói với anh là em không có cái bằng mà tiểu bang cần, em có cái bằng đó thì làm sao em vào học được, bây giờ em đi vô đây em học thì em đi vô đây em học lâu chưa, bây giờ nếu mà em thật sự em muốn làm cái ngành này thì em nghỉ đi rồi em học cái bằng mà nó đúng, để mà tiểu bang cho cái license đi làm đó rồi chị sẽ mướn em. Nhưng mà anh tự nhiên anh thấy rất là hạnh phúc cả nhà, anh hạnh phúc một cái là trước đây á, nếu mà anh đi học một cái gì đó là anh học chơi cho biết vậy thôi, rồi cái anh về anh có sử dụng hay là anh không sử dụng thì kệ của anh,
À, hoặc là trước đây á, anh học cái gì đó thì anh cũng nghĩ là học cái này xong rồi có làm được nhiều tiền hơn hay không. Nhưng mà bây giờ hiện tại á, là anh thấy á, là những cái người xung quanh luôn 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 có những cái vấn nạn, và những cái người mà làm về tâm lý học á, thì họ cũng cần phải có những cái nhà tâm lý để nói chuyện với họ. Cho dù mình học có cao tới mấy á, thì mình cũng chưa thấu hiểu được hết nội tâm của mình á, thì họ cũng sẽ có một ngày cần anh thôi. Thì tự nhiên anh cảm thấy được là một điều á, tự nhiên những cái người mà bây giờ họ chưa có nhận ra được là nội tâm rất là quan trọng và mình phải tập trung vào cái gốc á, và họ từ chối anh á, thì anh cảm nhận được một điều là tất cả những người này sau này đều sẽ đồng hành với anh. Thì tự nhiên là anh có một cái cảm nhận là anh càng phải học nghiêm chỉnh hơn. Thì đó là lý do tại sao mà anh vào đây và anh chuyên tâm anh học. Thì anh cũng rất là trân trọng biết ơn cả gia đình mình đã tạo điều kiện cho không chỉ anh Ben mà có nhiều anh chị khác nữa, tại vì chúng ta cần phải cùng nhau thắp sáng cả nhà. Dạ em thấy chị Thoa là có mở mai mà không biết. Chị muốn nói tiếp chút xíu. Thật ra là chị rất là mong muốn, tại vì mới mới vào quýt thì được nghe những cái bài của thầy á, ở bên chỗ thấu hiểu nội tâm thôi, nhưng mà rất là cái tri thức, phải nói là tổng hợp cái tri thức của nhân loại á. Và cái mong muốn nữa đó là nguyện theo anh Ben cho phép em ha, anh Ben này, quanh này, với là cả 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 các bạn trong trong nhóm này mà theo cái gọi là with English á, là cái để mà chuyển ngữ qua tiếng Anh á. Tại vì thật ra thì Phương mới về nước ở Úc, định cư 10 năm ở Úc, về về nước, về Việt Nam, và hai đứa con thì nó học tiếng Việt chưa có được á, nên là có một bé đang ở nhà, thì bé đó là 12 tuổi, thì Phương cũng đặt cái ý niệm là bé đó sẽ cùng đồng hành, để mà tại vì bé cũng bị tổn thương, hiện là tổn thương về cái phần gọi là social anxiety á, rất là, hoặc là childhood trauma đó, nên là có một cái phần gì đó mà bé chưa có cởi mở được, nên rất là khó nói chuyện với mọi người, rồi cái văn hóa Việt Nam hơi về hơi bị sốc nữa, nên là cái phần đó là có thể mình nói rằng là một cái gì đó mà mình nghĩ giống như là cũng một gọi là mình cho là lỗi tại mình á. Đó, đó nên là mình cũng cố gắng để giúp con, và cũng rất là may mắn và yên tâm và có một niềm tin vững chắc rằng là vào được ngôi nhà Quýt là một cái ngôi nhà yêu thương, và để có cái cơ hội con Phương có thể cùng đồng hành về cái phần tiếng Anh, và bé cũng có cơ hội để nói thêm tiếng Việt để mà hiểu hoặc là để tiếp cận được cái tri thức của Quýt á, nên là bé có thể cải thiện được cái phần nội tâm. Gọi là những cái tổn thương để mà có thể sống đời phụng sự được tốt hơn. Đó nên là anh bên em ghi danh là quanh nha. Trời ơi, chị Phật là gọi Ben là em thôi. Hoặc Em là gọi là Ní hay là gì đó. Gọi anh Ben thì cũng được. Ở đây cũng có nhiều người hay gọi anh Ben thân thiện vậy đó. Nhưng mà cũng gọi gọi Ben, gọi anh chơi vui vậy đó. Để ok mình cũng 20 tuổi mà, đâu có anh em gì đâu. Cũng không có thầy ok bà gì ở Ní đây hết đó. Ní Ben Ní quanh nha. Thật ra là Phương có em trai ở Mỹ, và hiện nay mẹ cũng đang ở Mỹ luôn, nên là khi về quê á, muốn về với mẹ, tại vì mình suy nghĩ lại là cái gọi là cái niềm thân quen thân thuộc của mình, cái mối quan hệ gia đình á, thì tự nhiên là thấy là thiếu mẹ, không không có mẹ, nên là giống như nó thiếu vắng làm sao á. Thì em có rủ là tại sao sao chị qua Mỹ ở luôn đi với em cho vui á, kêu không chị phải về Việt Nam để cho các con nói tiếng Việt đã, rồi sau này đi đâu thì đi. Thì là con bé lớn nó đã có đăng ký là high school thì cho nó qua Mỹ nợ với cậu đó, nên là một cách là quay ngược lại Úc ở, hoặc là đi ở Mỹ, hoặc là ở Việt Nam, nên là cái nhân viên nó còn phía trước. Tuy nhiên là có một cái gì đó mà về được chạm vào nhà Quýt rồi đó,
nên là Hương rất là và là rất là hạnh phúc có một cái niềm tin, chứ tại vì nhiều khi không có biết lối đi luôn á, đôi khi nó vậy á, mà nó bị cái nhiều lúc cái bóng tối nó nhiều á và mình không có đủ sức để mình tự đưa ánh sáng vào, nên là rất là may mắn, rất là biết ơn vô cùng. Dạ, biết ơn chị Paula. Chắc Như vậy hẹn 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 Mỹ những năm sau chắc chắn thôi, không đi ở thì sẽ là đi 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 du lịch đó, đi thăm. Tại vì Phương làm trước đây làm phòng thương mại công nghiệp Việt Nam trước khi qua Úc thì cũng đi gần 20 nước rồi, nên Mỹ là cũng đi 3 lần rồi. Nói chung đi nhiều nữa nên là cái đi thì mình sẽ khám phá theo một cái phương diện về cuộc sống, còn trước đây thì đi công tác không à. dạ À, đúng xin rồi. cảm ơn cả nhà đã bao dung. Dạ hay quá. Thì chị đừng có ngại nhắn tin cho Ben hoặc là nhắn tin cho em cũng được. Thì nhắn tin cho ai thì cũng đi về La Mã thôi. Vậy chính chủ thôi. Thì đó cũng là lý do tại sao mà Ben với lại em và tất cả những anh chị ở bên nhóm With US đó, những người mà thầm lặng và không có lên tiếng nhưng mà vẫn là ở đằng sau để mà support đó, là bởi vì cả nhà cũng cũng thấy được, giống như chuyện chị Paula làm mới nói là mình cần phải có cộng đồng để mà giúp nhau. Rồi thứ hai là vì có nhiều gia đình giống như là cũng không có rành tiếng Việt cũng mà cũng không có rành tiếng Anh luôn, thì giống như nếu mà giống như chị Paula là hay là em hay là Ben thì có thể là nói được cả hai thứ tiếng, nhưng mà có nhiều cha mẹ cũng đâu có thể nói được hai thứ tiếng lành đâu. Thành ra mình có những cái quiz bằng tiếng Anh, dạy nói chuyện tiếng Anh. Còn bên tụi em á, thì tụi em muốn đưa ra ngoài rộng hơn cho cộng đồng một chút xíu, rồi nếu mà mọi người thích á, thì có thể quay tới chính gốc là tới quiz, thì ở đâu thì cũng phải đưa về chính chủ thôi. Thì mình làm như vậy để hy vọng là tất cả những người Việt đều được lợi ích, những người Việt xa nhà đều được lợi ích và nhiều người nữa. Tại vì có một điều mà em cũng xin chia sẻ với cả nhà là nhờ vào học quyết á, mà tự nhiên cái em cảm thấy là ngọn đèn trí tuệ của em nó cũng được thắp sáng. Thành ra mình cũng có cái cơ duyên được đi học về thạc sĩ hạnh phúc. Thì khi mà mình vào đó đó thì thạc sĩ hạnh phúc này là được tạo ra bởi thầy Thao Ben Shahan, mà thầy Thao là một cái người thầy rất là nổi tiếng về positive psychology với lại positive leadership. Thầy dạy ở trường Đại học Harvard là cũng mấy chục năm rồi, và cái ngành học của thầy, cái lớp của thầy là một cái lớp đông nhất ở trường Đại học Harvard. Thì thầy đã ấp ủ về cái ngành thạc sĩ hạnh phúc này nè 20 năm, 20 năm luôn. Thành ra những cái triết lý mà thầy dạy hiện tại về hạnh phúc ấy, thì nó là nguồn của nguồn. Đó là khi mà mình học về tam giác hiện thực thì mình biết là hệ quy chiếu chuẩn, khái niệm nguồn và khái niệm nguồn của nguồn. Đó. Thì đây là cái cơ duyên mà những cái triết lý mà thầy Toàn dạy rất là sâu. Tại vì những cái bài học đầu tiên của thầy Thao cũng giống như tương tự, nhưng mà có những phần là họ vẫn đang đi tìm kiếm, nhưng mà ở trong quýt mình đã tìm ra rồi. Không có nghĩa là quýt sâu hơn hay là tốt hơn, nhưng mà ý em nói là hằng hà sa số đời từ những cái thế kỷ thứ ba trước công nguyên là của Đức Phật cho tới bây giờ đó, thì mình vẫn học những cái triết lý của Phật, triết lý của Plato, triết lý của Khổng Tử, hoặc là triết lý của những người nổi tiếng từ Tây sang Đông. Thì có những cái triết lý mà nó hidden đó, có nghĩa là nó bí mật á, bí mật mà chưa có được khai mở ấy, thì ở trong quyết ấy, là được nói. Thành ra cho dù là các anh chị có học thạc sĩ hay là không học, mà các anh chị có cơ hội đi vào đại học
thì các anh chị cũng đã có công đức và phước đức sâu dày rồi, thì em xin chắc chắn điều đó. Và dạ, em biết ơn chị Pho là chia sẻ. Thì sau cái cuộc nói chuyện hôm nay đó cả nhà, tại em thấy cũng cũng hơi trễ bên Việt Nam rồi đó, thì chị có thể nhắn tin cho Ben, và có thể nhắn tin cho em. Rồi nếu mà Ben chị có những cái câu hỏi gì hay là chị muốn cống hiến gánh vác gì đó thì cho Ben biết nha. Dạ, em cảm ơn chị.